Rồi, bắt đầu. Cuộn xuôi. Cuộn ngược lại. Làm lại. Cuộn một cái nữa. Wow, còn tập cơ bụng làm sao? Nằm xuống, tập cơ bụng. Dạ, tiếp tục. Mới con cái à. Tiếp lên. Tập cái chân đưa lên con. Cái chân con đưa lên đâu? Nằm xuống. Rồi, dở hai chân lên. Làm gì vậy? Xoạc nữa hả? Wow, dở ra xoạc nữa hả? Xoạc không? Xoạc đi. Xoạc đi. Ừ, xoạc đi con. Con vịt hả? Wow, nhẹ nhẹ thôi nha. Rồi, được rồi. Xoạc nữa hả? Giỏi quá vậy. Xoạc không có thẳng gì hết à. Con xoạc thẳng đi. Ngồi đàng hoàng. Ủa, con lộn hoài vậy? Con giỡn nha.